khi đội tuyển trở về trận lượt về với Thái Lan khi chúng ta đang dẫn 2-1 và mọi người nghĩ chúng ta có thể đoạt chức vô địch sau một thập kỷ thì Calisto lại không nghĩ điều đó. Lúc đấy Calisto cấm cầu thủ không được ra khỏi khách sạn, cấm cầu thủ đọc báo, thu điện thoại, cấm cầu thủ đọc điện thoại. Tôi mới thấy huấn luyện viên Calisto căng thẳng đến như vậy. Có khi những đêm ông không ngủ, ông chỉ đi vòng quanh khách sạn ông hút thuốc và ông đứng nghỉ một cái điều gì đó. Thì bắt đầu chuyển sang trận lượt về với Thái Lan. Ông mới nói tôi rằng ông tôi đã lệch trái. Và ông nói là mày cứ đứng đó, đừng có về. Vì ở đấy có thằng Sukha, thằng hậu vệ cánh phải. Có nóng ruột đừng về. Cứ ở đấy, chắc chắn mày phản công mấy quả là nó sẽ không bao giờ làm tấn công nữa. Cứ đứng đó sẽ khắc chế được nó. Và đúng như dự đoán rằng là những gì tôi làm được ở trận chung kết đã chứng minh rằng là huấn luyện viên Calisto đã lên chiến thuật đúng đắn. Sau khi hiệp 1 chúng ta thua 1-0 Thái Lan ở sân Mỹ Đình. Như bình thường là ông Calisto vào là ông mắng xối xả vào cầu thủ. Nhưng mà hôm nay sau hiệp 1 các cầu thủ vào, ông lại bình tĩnh lạ thường. Ông nói là mọi người làm rất tốt. Mọi người làm rất tốt và chúng ta vẫn phải làm như vậy trong hiệp 2. Chúng ta phải thật sự kiên nhẫn, phải thật sự bình tĩnh. Chỉ có một bàn thôi, nó không phải khoảng cách quá xa. Chỉ cần một cơ hội chúng ta sẽ gỡ được hòa. Không những Calisto mà cầu thủ cũng như là người hâm mộ cũng sẽ biết được rằng là nếu chúng ta bước vào hiệp phụ, chắc chắn chúng ta sẽ thua. Thể lực chúng ta đã bị bào mòn và lúc đó cái sự hưng phấn của đội bóng sẽ không còn cao như trong 90 phút nữa. Và Thái Lan lúc đó họ sẽ có tâm lý thoải mái hơn. Anh biết khi dẫn đến tình huống đá phạt phút thứ 90 cuối trận đó là em là người đi bóng, thì là người truyền bóng cho em đó là Minh Phương. Minh Phương câu một quả bóng từ giữa sân, em hàm cái ngực, em đi quả bóng thẳng vào Sukha, em gạt quả bóng như thường lệ cái góc của em, Sukha phạm lỗi thì Minh Phương đúng đá phạt. Mà đá phạt thì đương nhiên là khi nào em cũng sẽ chạy là cột trước. Tôi sẽ là chạy cột trước và Minh Phương sẽ là người đá phạt vào đấy. Thì có một cái điều mà lúc đó đối với bản thân tôi càng cuối trận tôi lại càng khỏe. Vì tôi có niềm tin mạnh lớn. Mình có thể chạy được nhiều hơn và mình có thể làm được nhiều hơn. Thì với tình huống đó thì tôi chạy cột trước. Thì quả bóng của Minh Phương đá quả bóng với cái lực mà nó cong thấp thế này. Thì hậu vệ số 5 của Thái Lan, hôm nay hậu vệ số 5 của Thái Lan theo tôi. Thì vừa quả bóng thì hậu vệ Thái Lan theo sát tôi thì hơi đẩy nhảy tôi một cái. Thì quả bóng đến đầu tôi, vừa đẩy nhảy tôi thấy thì tôi sượt quả bóng đằng sau để vào cầu môn. Thì lúc đó với quán tính rằng là mình cứ sượt quả bóng đằng sau đi. Có vào thì đó là một tình huống đẹp, còn không thì nếu như có đồng đội đánh đầu tiếp nối thì cũng sẽ có cơ hội cho chúng ta. Thì tôi quay lại thì bóng bay vào góc thưởng, nhưng mà sau đó thì nó thì như chúng ta nhắc đến cái khoảnh khắc đó thì nó là một sâu chuỗi từ huấn luyện viên, từ thay người, từ đường truyền của Minh Phương, thì đó là một quyết định đúng đắn. Mỗi thế hệ, thời anh Huỳnh Đức, thời anh Hữu Thắng, thời anh Công Minh thì có những cái chỗ đứng trong lòng khán giả riêng. Còn thế hệ của 2008 thì một thế hệ mà đã làm nên lịch sử. Và thường thì chúng ta nói đến thì lịch sử thì chỉ có một thôi, và lịch sử lần đầu tiên khi nào cũng sẽ được nhắc đến mà.